11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập như hồi chuông báo tử cuối cùng của cuộc chiến kéo dài 30 năm giữa nhân dân Việt Nam kiên cường anh dũng với những hung thần thời đại Pháp và Mỹ. Để có những giây phút chiến thắng trọn vẹn ngày hôm nay, hàng triệu con người ưu tú đã ngã xuống. Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều nghĩa trang liệt sĩ nhất. Sắt thép, bom đạn của những kẻ xâm lược đã không khuất phục nổi một dân tộc sẵn sàng hy sinh tất cả vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức các đội đi tìm đồng đội, quy tập mộ các chiến sĩ đã hy sinh trên các chiến trường, đưa các anh về an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Để đồng đội, đồng chí và bà con hương khói chăm sóc các anh. Nhưng đây đó, nhiều nơi mà xưa kia là vùng chiến sự, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống nhưng phần mộ bị thất lạc, vẫn chưa tìm được. Để một nỗi đau đớn nhớ thương cho các bà mẹ, người vợ, dù cuộc chiến đã lùi xa hàng chục năm nay. Vào những thập niên 90 của thế kỷ 20, một số nhà ngoại cảm đã tìm được mộ của một số liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến. Người tìm được thân nhân thì tin các nhà ngoại cảm như các bậc thần thánh. Người không tìm được thì hoài nghi cho rằng đây là những hiện tượng mê tín dị đoan. Đâu sẽ là câu trả lời cho nỗi băn khoăn của các gia đình chưa tìm được mộ thân nhân? Trước những cái hiện tượng lạ như vậy thì các cái nhà khoa học mà của ba cơ quan đó là Liên hiệp Khoa học Công nghệ là cũng dụng UIA, Trung tâm Bảo trợ Văn hóa Kỹ thuật Truyền thống và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với nhau, hợp tác và cùng đề nghị chính phủ được nghiên cứu cái hiện tượng này. Trong cái đề cương nghiên cứu ấy thì có những nhiệm vụ rất rõ ràng, đó là gì, khảo nghiệm các khả năng này xem có thật hay không. Nếu như mà không có thật thì kiên quyết đề nghị các cái cơ quan chức năng của nhà nước dẹp bỏ. Còn nếu như đó là hiện thực khách quan, có thật thì chúng ta phải có một cái kế hoạch như thế nào đó, một cái ứng xử như thế nào đó để cho đưa cái hiện tượng này nó đi cái đúng hướng, nó vừa đảm bảo được cái tín ngưỡng của nhân dân, vừa đảm bảo được cái tính khoa học và không để cho những kẻ xấu có thể lợi dụng hiện tượng này. Trong hoạt động ngoại cảm thì cái nhà ngoại cảm giữ vai trò trung tâm rất quan trọng. Nhưng mà họ đã làm việc chính là thế này thôi, là chuyển cái thông tin từ thế giới tâm linh cho người trần gian. Và để định danh người ta thì tiếng Pháp và tiếng Anh đều có một từ rất hay, rất đúng. Và tôi nghĩ nên dùng như thế là hay hơn, là medium hoặc là medium. Tiếng Anh, tiếng Pháp đều như nhau, medium. Medium là ở giữa, ở trung gian. Họ chính là làm vai trò trung gian. Cho nên là chúng ta cũng hiểu như thế thì nó đúng hơn, nó chính xác hơn. Trong cái việc ngoại cảm ấy, thì có một cái hiện tượng mà toàn thế giới đều chấp nhận, đó là tín ngưỡng Shaman. Tôi nhấn mạnh cái tín ngưỡng là bởi đây là tín ngưỡng, chứ không phải đây là mê tín. Tín ngưỡng Shaman có từ thời Nguyên Thủy, người ta gọi là một loại tín ngưỡng Nguyên Thủy, có từ Bắc đến Nam của địa cầu này, từ Đông sang Tây, có từ xưa và đến nay. Và người ta, thế giới người ta đã chấp nhận đó là một hiện tượng Shaman, Shamanism là một hiện tượng có thật và là một sự thực hiển nhiên. Cho đến nay, khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm vẫn là một bí ẩn. Cái đầu tiên là tôi phát hiện ra được cái việc là mình có một cái khả năng rất là lạ trong người mình, mà mình lúc đấy tự hỏi mình là tại sao con người mình như thế. Thì lúc đấy thì không có thể là ai có thể giải thích được mình, mà đi đâu tất cả mọi cái mình không biết được. Thế nhưng mà tự nhiên đi ra đâu hoặc làm gì, cứ đang đi trên đường hoặc đi đâu thì lại nhìn thấy một cái ánh rất là lạ. Một cái ánh lạ thì có khi người ta lại gọi, người gọi người ta lại nói chuyện. Thì đứng nói chuyện thì lại hỏi ở đâu, quê quán như thế nào, thì người ta lại nói chuyện với mình. Thế là tự nhiên thì nó rất là vô tình trong những cái việc này này. Với việc tìm được hài cốt của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu, hy sinh trên biển của đoàn tàu không số trong những năm chiến tranh ác liệt nhất, đã giải tỏa được sự hoài nghi về khả năng đặc biệt của con người. Năm 2008,
Và đầu năm 2009 thì thông qua nhiều cái thông tin của thân nhân, gia đình, của bạn bè đấy, thì chúng tôi biết rằng là hiện nay có những nhà ngoại cảm với khả năng đặc biệt đấy, để tìm hài cốt liệt sĩ, để tạo nên một cái tương hoặc là một cái lòng tin cho tất cả mọi người, thì tôi trực tiếp đấy mời chú Lăng đến gặp nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư, và có những thông tin mà chính chú Lăng bây giờ mới đưa ra để chất vấn đối với nhà ngoại cảm, hoặc là thì nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư đấy đã trả lời cho chú Lăng tất cả những cái thông tin, mà sau đó thì chú Lăng phải xác định rằng là những thông tin mà nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư đưa ra là hoàn toàn phù hợp và hoàn toàn chính xác với cái đặc điểm của cái con tàu, đặc điểm của con tàu đấy. Thì qua đó thì chú Lăng cũng đấy cũng có bắt đầu là có một cái niềm tin về team, và cũng từ đấy thì là chú cũng rất động viên chúng tôi rất nhiều. Được sự hướng dẫn của các nhà ngoại cảm, sự việc mà nhiều người tin rằng không thể có được, cùng với sự trợ giúp của tiểu đoàn đánh thủy, đánh bộ năm 63 tại đảo Phú Quốc, gia đình ông Nguyễn Đình Phương sau 7 ngày tìm kiếm đã tìm được hài cốt của thân phụ ông, cụ Nguyễn Văn Hiệu, người chính trị viên tàu không số, hy sinh ngày 24 tháng 4 năm 1972 tại vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Hài cốt liệt sĩ đã được đồng đội và gia đình an táng trang trọng theo nghi lễ một người anh hùng. Sau gần 40 năm lạnh lẽo, cô đơn, không một nén hương, không người chăm sóc tại một vùng đất xa xôi, người anh hùng đã trở về nơi cõi vĩnh hằng với sự chăm sóc phần mộ của đồng chí, đồng đội và gia đình thân thương. Là một thành viên trong chương trình khảo nghiệm khả năng đặc biệt của con người dưới góc độ khoa học, Thiếu tướng, Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã tham gia cái chương trình nghiên cứu về khả năng đặc biệt của con người trong việc tìm mộ liệt sĩ từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi tham gia với tư cách là cán bộ khoa học, bởi vì là trong quá trình đi tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm thì có rất nhiều những thông tin do các nhà ngoại cảm cung cấp, và các thông tin này thì cần phải được nghiên cứu xử lý để xác định cái độ đúng hay là sai của các thông tin. Trong chương trình khảo nghiệm cuộc hành trình tìm mộ nhà văn liệt sĩ Nam Cao có một quy mô chưa từng có. Nam Cao hy sinh năm 1951 trong một cuộc phục kích của Pháp tại Ninh Bình. Qua sự chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm, ngôi mộ đã tìm được. Để khẳng định chính xác trên cơ sở khoa học, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, cơ quan khoa học hàng đầu của Bộ, đã tiến hành nghiên cứu hài cốt nhà văn một cách tỉ mỉ, cẩn trọng. Với tư cách chuyên môn là cơ quan giám định nhận dạng người. Sau gần nửa thế kỷ nằm dưới ngôi mộ liệt sĩ vô danh, nhà văn liệt sĩ Nam Cao đã được đưa về an nghỉ vĩnh hằng tại nơi quê nhà. Thật kỳ lạ, không chỉ việc tìm mộ của người đã khuất, nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyệt còn có khả năng nhìn xuyên không gian, thời gian để tìm người còn sống. Tôi đến với cô Nguyệt là theo sự giới thiệu của nhạc sĩ Duẫn Nho, giám đốc trung tâm dưỡng sinh tâm thể. Khi tôi đến thì tôi trình bày với cô Nguyệt về cái nguyện vọng của bản thân, của gia đình là muốn tìm mộ của ông bố tôi, của hai cô em gái tôi mà đã chết trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Và cô bắt đầu nói với tôi rằng là như vậy là cô em gái của bác hiện nay là vẫn còn sống và đang hiện nay đang ở dưới Nghĩa Hưng, Nam Định. Theo chỉ dẫn của cô thì sau 2 ngày và được sự hướng dẫn và tận tình giúp đỡ của ông Trùm Đào là ở cái xứ đạo đó, thì như vậy sau 2 ngày thì tôi đã về được nhà cô vui. Thì khi mà có cái thông tin là về nhận em ấy, thì như vậy là ở gia đình nhà chồng của cô vui ấy, thì như vậy là các em cũng rồi con cháu đến rất đông. Thế nhưng mà để cho đảm bảo cho cái có cơ sở khoa học, tôi đã lấy mẫu chân tóc và móng tay của cô em tôi. Rồi khi về Hà Nội thì tôi cũng lấy chân tóc và móng tay của tôi và tôi gửi đi xác định ADN. Và sau 14 ngày thì như vậy là đã có kết quả.
sau bao nhiêu năm mong chờ thì cho đến giờ phút này thì tôi đã có anh, có em và có các cháu. Cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ nói chung cũng như là của ông bố tôi nói riêng thì nó là cái việc cái ước mong của tất cả những người thân là tìm thấy hài cốt. Không những gia đình mà ngay các đồng chí đồng đội của bố tôi khi ông cụ mới mất cũng như quá trình về sau này, mỗi lần gia đình chúng tôi yêu cầu cái gì thì từ các đồng chí lãnh đạo cao đến những đồng chí bạn tù đều sẵn sàng giúp đỡ và tìm mọi cách. Thì nay khi đã tìm được rồi thì cái lễ tang của cụ ở Hà Nội cũng như đưa về quê, các đồng chí lãnh đạo, các bạn tù cùng tù cái thời kỳ đó đều tham dự đầy đủ. Tôi là người gọi là được đào tạo theo chiều hướng di vật, nhưng mà có những hiện tượng mà tôi không hiểu được. Qua cái sự tham gia của Viện Khoa học Hình sự cũng là để nhằm giúp cho xã hội có thêm được một cái nhận thức để khẳng định là cái khả năng đặc biệt của con người là có thật, và cũng để tránh những cái lợi dụng giữa mê tín dị đoan và cái khả năng về tâm linh của con người. Cho đến nay, công việc nghiên cứu về khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm đã được mở rộng ở một số tỉnh ở miền Bắc và miền Nam. Hình thức phong phú đa dạng hơn, đã có hàng vạn ngôi mộ được tìm thấy bằng khả năng đặc biệt, đã có hàng vạn nỗi đau được giảm bớt. Chúng ta trân trọng những khả năng kỳ diệu mà đến nay khoa học vẫn chưa khám phá hết của những nhà ngoại cảm. Đây còn là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả.